Thiếu nữ Hồng Y này đang khóc bởi vì một lát nữa cô ấy sẽ bị hiến tế, trong trấn phải hứng chịu mưa lớn, đã nhiều tháng mà vẫn chưa dừng, thôn trưởng đành phải đưa ra hạ sách này, nhưng mà có thật là có hải thần không? Có thật hắn ta rất xấu xí lại còn khỏe mạnh. Hôm nay hải thần sẽ sơi cô ấy, bộ phim này rất hot trong thời gian gần đây, các bạn xem lượng like ở các kênh đã hơn mấy triệu rồi, cũng có nhiều người tag tôi vào và nói rằng mấy ngày này bộ phim sẽ lên sóng, vậy chúng ta cùng xem nhé, câu chuyện là thế này. Truyền rằng Bắc Hải có thần tên là Hải Nhược, nghìn năm trước có ngư yêu hiện thế, gây ra thiên tai liên miên. Hải Nhược đại chiến ngư yêu, hóa thành dãy núi trấn thủ yêu quái. Để báo ơn thần, cứ mỗi trăm năm thì cần chọn ra một nữ tử gả cho Hải Nhược. Người này được gọi là tân nương của Hải Thần. Tất cả những tân nương được chọn đều biến mất trên bờ biển. Lần này đến lượt cô ấy. Sau khi tỉnh lại, Ali phát hiện mình ở trên một hòn đảo cô độc. Phía sau còn có năm bạch y nữ tử. Bọn họ đã chờ đợi rất lâu rồi. Họ cũng không giải thích, trực tiếp đưa Ali tới trung tâm đảo. Bia đá ở đây khắc ba chữ Hải Thần Điện. Ali cảm thấy sợ hãi. Thế là nhân lúc thủ vệ không chú ý, cô liền trốn ra ngoài. Nhưng khu rừng này giống như một mê cung vậy, chạy tới tối cô ấy cũng vẫn không ra ngoài được, nhưng mà cũng tốt, không phải ban đêm sẽ có sao sao, có thể nhìn đường được. Ali vừa ngẩng đầu thì phát hiện những ngôi sao kia đang chuyển động, hình như là một con rắn. Không biết bao lâu sau, Ali mới mập mờ tỉnh lại, trước mặt cô xuất hiện một nam tử vô cùng xấu xí, hắn ta chính là Hải Thần đã cứu cô ấy, nhưng mà cô ấy sẽ phải đánh đổi. Hải Thần đè cô ấy ra giường định cưỡng bức, nhưng không ngờ Ali cũng không hề yếu đuối, cô lấy một cây châm ra, chuẩn bị đánh trả. Hai người giằng co qua lại thì đúng lúc này một mũi tên bay vào, có người tập kích. Hải Thần vì cứu Ali nên bị trúng tên. Thích Khách nhìn thấy đối phương bị thương nên không lẩn trốn nữa, chúng trực tiếp lộ diện. Nhưng mà có kịch hay xem rồi, Hải Thần nhanh chóng giải quyết được đám thích khách, thị nữ cũng nhanh chóng đi tới. Những người này thuộc Xích Hỏa tộc, mũi tên này là Ma Vũ Tiễn. Nhìn bề ngoài, Hải Thần dường như không hề hấn gì, nhưng thực ra y đã bị trọng thương. Sau khi thị nữ rời đi thì y liền ngất đi. Chuyện đó thì có sao chứ, Ali lại tìm cách khác để trốn đi vậy. Cô ấy muốn nhìn lúc Hải Thần bị thương để đi dạo xung quanh, xem liệu có thể tìm được lối ra hay không. Cô ấy đi tới bờ biển, vô tình nhìn thấy một con cá này màu vàng kim rất đẹp nhưng bị mắc kẹt trên bờ, hình như bị thương rồi. Có lẽ vì lương thiện hoặc cũng có thể là quá buồn chán, Ali nhặt con cá về nhà để bầu bạn với mình, không nói một lời nào. Đã lâu như thế rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười nở trên mặt cô. Tiếc là cảnh tốt kéo dài không lâu, và ngày sau Hải Thần xuất quan, tiếp tục bức cung Ali, chuyện xấu cùng ập tới. Thứ duy nhất mà cô có thể gửi gắm nỗi niềm, con cá cũng không cánh mà bay. Ali tìm mãi nhưng vẫn không thấy, ngược lại cô liên tục mơ thấy ác mộng. Cô mơ thấy một tân nương khác trốn trong tủ y phục, cuối cùng bị Hải Thần phát hiện. Giấc mơ này khiến cô cảm giác rất chân thực, đến nỗi cô cũng cảm thấy sợ hãi và bật tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cô nhìn về phía tủ y phục của mình, sao lại càng nhìn càng giống chứ, không lẽ là chiếc tủ trong mơ sao? Cô ấy mở cửa tủ ra xem, trên mé tủ đúng là có 3 vết cào. Ali lập tức hoảng hốt, cô tiếp tục hồi tưởng, thiếu nữ trong mơ cuối cùng hình như bị nhốt trong một gian mật thất. Không phải nơi này sao? Ali muốn mở cửa đá ra, kết quả phía sau đột nhiên xuất hiện vài thị nữ. Các thị nữ nhắc nhở cô không ai được đi vào căn phòng này, thế thì không phải là rõ ràng rồi sao? Chắc chắn bên trong có bí mật, nhưng Ali cũng không dám nói rõ, chỉ đành phải theo họ. Vài người đó đưa cô tới một suối nước nóng, muốn để Ali tắm rửa, sau đó liền rời đi. Ali cũng không nghĩ nhiều, vừa hay đã lâu không tắm rồi, vậy thì tới thôi, chỉ là cô ấy không chú ý. Phía sau mình có một con rắn nước, nó đang từ từ bơi tới. Rắn nước dần dần lại gần, lúc này cô ấy mới phát hiện không chỉ có một con rắn mà là một đàn. Không biết có phải bị cắn rồi không, nữ tử bị đàn rắn quấn xuống nước. Không lâu sau cô ấy liền ngừng thở, đột nhiên có một người xuất hiện phía sau cô. Rắn nước nhìn thấy người này thì lập tức rút lui. Sau đó nhân lúc không có người, nam tử đã hôn Ali, cũng có thể là hô hấp nhân tạo. Ali được người này cứu lên bờ. Không lâu sau cô liền tỉnh lại, nam tử đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, nói ra những bí mật của Ali. Thì ra người này chính là con cá mà cô ấy cứu. Con cá đã sống hơn 600 năm rồi, y không có huynh đệ tỉ muội, cũng chưa từng gặp cha mẹ, y chưa từng cảm nhận được thế nào là tình yêu. Cho tới khi gặp Ali, y rất thích cô ấy. Y nói với Ali hai chuyện. Thứ nhất, bình thường Hải Thần sẽ không chủ động tấn công người, chuyện hôm nay rất kỳ lạ, chắc chắn có người muốn hại cô ấy. Hai, người mà cô gặp trước kia không phải là Hải Thần, tất cả bí mật đều được giấu trong gian mật thất mà cô ấy mơ thấy. Nghe y nói như thế, đêm đó Ali liền lẻn tới gian mật thất, cô ấy muốn xem trên đảo này rốt cuộc có bí mật gì. Cô ấy mở cửa đá ra, phía trước xuất hiện rất nhiều quan tài băng, bên trong đó toàn là thi thể của các tân nương. Một người trong đó chính là người cô đã gặp trong mơ. Cô ấy nhìn được một nửa thì đột nhiên phía sau xuất hiện một bóng người, không ngờ Hải Thần lại mai phục ở đây. Hải Thần
đuổi theo cô ấy một mạch tới bờ vực. Hắn bóp cổ Ali, chuẩn bị giết chết cô. Trong lúc hoảng loạn, cô ấy nắm được một cây đoản kiếm đâm cho hải thần một nhát, vì thế cô mới giữ được tính mạng. Phía trước đã không còn đường trốn nữa. Được rồi, nhảy vực thôi. Cũng may con cá tới kịp thời. Y nói với cô, hải thần thực ra là yêu quái. Đây là một hòn đảo cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tính mạng của các tân nương rất thảm, nhưng nam tử cũng không làm gì được. Y chỉ cứu được mỗi mình Ali. Lối ra của hòn đảo này chính là khu rừng rậm. Nam tử có thể hộ tống Ali ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc Ali sắp được giải cứu, nhìn thấy con người trước mặt thì cô liền hối hận. Cho tới khi rời đi, cô mới nhận ra mình đã yêu nam tử kia. Cô phải quay về tìm Y. Hai người có tình cảm với nhau, cuối cùng cũng kết thành một đôi. Một ngày nọ, vẫn như thường lệ, hải thần dùng bữa trưa cùng Ali, nhưng Ali không nhẫn nhịn được nữa. Cô muốn biết tại sao đối phương lại hại nhiều nữ tử như thế. Và lại lúc trước hắn còn định giết cô nữa. Nghe cô ấy hỏi như thế, hải thần suy nghĩ và nói rằng nếu như cô muốn biết đáp án thì đi theo ta. Hai người đi tới một căn phòng, hải thần không nói lời nào thì liền quay người đi. Không ngờ hắn còn phong ấn cả căn phòng lại. Hết cách, muốn phản kháng nhưng cô ấy không đủ sức. Ali chỉ còn cách chống mắt lên nhìn. Không biết sau bao lâu thì thị nữ phát hiện cô ấy đã ngất đi. Trong lúc chữa trị thì phát hiện Ali đã mang thai. Nghe xong chuyện này, hải yêu không thèm quay đầu mà liền rời đi. Có thể hiểu được thời gian qua hai người chưa từng thân mật, hắn ta phải đổ vỏ cho người khác sao? Bây giờ Ali rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, cô chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những con người đang tìm cách tiếp ứng ngoài kia. Hải yêu bưng một bát nước tiến về phía nữ tử, ép cô uống nó. Cô ấy ra sức tránh né, hải yêu ôm chặt cô lại, trực tiếp đổ vào miệng. Ali biết được trên người hắn bị thương, thế là dùng chiếc châm đâm hắn, cuối cùng tìm được cơ hội chạy trốn rồi. Trên đường chạy trốn cô gặp được Tiểu Lục, xem ra lòng lương thiện của đối phương đã trỗi dậy, cuối cùng cũng chịu giúp cô ấy rồi. Tiểu Lục đưa cô ấy vào rừng, hai người lại gặp lại con rắn khổng lồ, chỉ là không biết tại sao lần này con rắn lại không tấn công họ, mà ngược lại ngoan ngoãn nhường đường. Tiểu Lục thấy có vẻ không giấu được nữa, nên cô ấy cũng không giả vờ nữa. Điểm đến của hai người không phải là lối ra của hoàn đảo, mà là tế đàn Vương Phi. Nữ nhân khắp người phát ra ánh sáng lam này là mẫu thân của Hải Yêu, cũng chính là vương phi của Khôn tộc. Cá Khôn là thần vật, vì thế bị trời hạn chế, cá khôn cái không thể sinh nở, đã trải qua ngàn năm rồi. Bọn họ phát hiện ra nữ tử tộc người có thể sinh đẻ, thế là Khôn tộc bèn tạo ra câu chuyện này, lợi dụng sự tham lam của con người, dùng những câu chuyện thần thoại để dụ dỗ họ hiến tế tân nương cho Khôn tộc. Nhưng mà làm sao cơ thể của con người có thể mang thai khôn chứ? Thời khắc khôn ra đời cũng chính là lúc con người phải chết. Vương phi đang nói rất vui vẻ thì câu nói tiếp theo của Ali khiến bà ta sững người ra. Đứa con trong bụng tôi không phải của Hải Yêu, như thế làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Vương phi cầm cây kiếm nhắm thẳng về phía con cá, may mà Hải Yêu kịp thời xuất hiện, hắn đã cản cây kiếm lại. Ali tưởng rằng Hải Yêu muốn giết con cá, thế là cô liền nắm chặt lấy thanh kiếm. Sau đó mắt Hải Yêu liền phát ra ánh sáng vàng kim. Lúc này Ali mới hiểu Hải Yêu chính là con cá ấy, thì ra là như thế. Từ nhỏ con cá bị Vương phi phong ấn nguyên thần, cho nên mới biến thành nửa người nửa yêu. Y không có cách nào kiểm soát được thời gian hiện nguyên hình, vì tự ti cho nên vẫn không dám nói cho Ali biết. Cho tới hôm nay, trước kia Hải Yêu nhốt cô vào mật thất, thực ra là để bảo vệ cô ấy, để cho Vương phi không thể dùng thiên lý nhãn nhìn trộm được. Sau đó để cô ấy phát hiện ra mật thất cũng là chủ ý của Y, mục đích là khiến cô ấy sợ và rời đi. Cuối cùng vẫn đi tới bước đường này. Ali cảm giác cơ thể của mình đang dần tan biến. Cô chuẩn bị từ biệt con cá, nhưng mới nói được một nửa thì cơ thể của cô ấy đột nhiên lại ngưng tụ. Tất cả đều nhờ bát nước ấy, đó chính là tinh phách của Khôn. Hải Yêu đã nhờ cách này để cứu Ali. Tiểu Lục đứng ở bên cạnh chứng kiến liền tức giận, bởi vì chính thất của người cá là cô ta. Cô ta đâm kiếm về phía hai người thì vô ý để lộ vết thương ở tay. Ali đã hiểu ra tất cả. Người đuổi giết mình tối hôm đó là Tiểu Lục biến thành. Lúc trước bị rắn biển tấn công cũng là bởi vì cô ta. Tiểu Lục căn dặn thủ hạ giúp cô che giấu. Biết được tất cả, lại còn nhìn thấy Tiểu Lục ỷ thế ức hiếp người khác, người cá trở nên phẫn nộ, đánh trưởng về phía cô ta. Kết quả Vương Phi không làm ngơ được nữa, bà ta luôn đứng đằng sau điều khiển tất cả, lại là người nắm giữ sức mạnh lớn nhất Khôn tộc. Các trưởng lão nghĩ rằng bây giờ hoàng tử mới sắp chào đời, bà ta sẽ có thời gian nuôi dưỡng hoàng tử. Người cá và Ali chỉ là công cụ của họ, cho nên tiếp theo cuộc chiến sẽ nổ ra. Rốt cuộc họ đánh nhau như thế nào thì tôi cũng không kể nữa nhé. Dù sao thì lấy thịt đè người, cộng thêm cả công lực thâm hậu của các trưởng lão nữa, người cá và Ali cũng bắt đầu bị đánh ngã trên mặt đất. Hai người họ, một người thì sắp bị phế bỏ tu vị, một người thì sắp bị hút tinh phách. Vào đúng lúc này, những người tiếp ứng kịp thời đi tới, chỉ nhìn thấy thanh kiếm đâm qua đó, sau đó thì liền bị một trưởng đánh bay. Thiếu hiệp này bị trọng thương, lại còn bị thổ huyết nữa. Không ngờ chuyện đó đã vô ý kích hoạt pháp bảo mà sư phụ huynh ấy để lại. Pháp bảo phát ra ánh sáng lam, sau đó kim quang xông lên trời. Không biết người cá lấy sức mạnh từ đâu ra phá được phong ấn, y biến thành một quả cầu lửa rồi bay xuống biển. Sau đó Khôn xuất hiện, đại ngư, đây mới là hình thái uy lực nhất của Khôn. Người cá mới thực sự là hoàng tử Khôn tộc. Vương phi và các trưởng lão đều ngây ra, cuộc chiến tiếp theo càng thêm phấn khích.
Khôn Vương biến thành hình người, bay từ trên xuống, người cá đã quay lại rồi. Thực ra tất cả mọi chuyện đều do Vương Phi gây ra, bà ta tham lam quyền thế, muốn mãi mãi khống chế Khôn tộc, thế là bà ta liên tục truy sát người cá, giết hại tân nương tộc người để giải trừ hậu hoạn. Thế là ác giả ác báo, bây giờ bà ta cuối cùng cũng thất bại, Khôn Vương đưa Ali và những thiếu hiệp kia đi đến mật thất. Sở dĩ y đặt những tân nương này vào quan tài băng, thực ra là vì bảo vệ họ. Bây giờ Vương Phi không còn nữa, đã đến lúc để họ quay lại nhân gian rồi. Còn cô ấy, muốn ở lại thì cứ ở. Họ đứng nhìn thuyền cá dần dần rời xa, sau đó ôm nhau trong hạnh phúc. Đến đây bộ phim kết thúc. Bộ phim này tên là Hải Đại Ngư, mới được phát sóng gần đây. Tên của bộ phim này là do Bắc Tùng Linh đặt, nên chúng ta cũng không tiện chê cái tên này không hay. Còn việc chế tác bộ phim cũng rất công phu, kịch bản, hiệu ứng, đài từ, tất cả đều ok la. Nếu ai có hứng thú thì có thể tìm bản gốc để xem. Bộ phim tên là Hải Đại Ngư, ý nghĩa là con cá lớn giữa biển khơi. Được rồi, câu chuyện đến đây là hết. Hẹn gặp vào tuần sau.